Đây đây là cái thân cây nó nhá, bập vào nó có nhựa chảy ra này các bạn này, rất là dính nhá, cái nhựa này rất là dính nha các bạn nhá. Đây đây này, rất là nhiều nhựa luôn, rất là dính luôn đấy. Ôi, có con muỗi. Ê. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình lại đi rừng các bạn ạ. Thì hôm nay mình vào mình trong rừng mình bắt gặp được có một cây sinh rừng ở trong trong rừng này mọi người ạ. Đấy. Thì mình đây mình có thấy có quả chín rồi, mình sẽ hái đấy xuống để mình ăn thử nhé. Lâu lắm mình không thấy cây này rồi. Mình các bạn ạ, đây là cây sung đây. Đây. Đấy các bạn ạ, đây là cây sung này, cây sung này trong tiếng Tây mình gọi là mác ngòa nhá mọi người. Này có quả gì bật vào này. Nó chảy nhựa màu trắng này, cây này tác dụng gì mình không biết đâu, nhưng mà mình chỉ biết là ăn quả thôi. Có nhựa màu trắng chảy ra nhá, chói quá. Quả này. Bây giờ mình sẽ lên hái quả để ăn nhé, để ăn thử nhé, bạn nhé. Ai à? Cái nhựa nó màu trắng bắn rất là ấy, không có dính không? Này. Có nhựa. Gọi có mắc ngòa đến trong tiếng Tây của mình đấy. Bây giờ mình sẽ hái xuống để ăn nhé, hái quả chín. Đây các bạn ơi, bây giờ mình vừa mới trèo lên hái được quả này quả, nhưng mà chín có 1, 2, 3, 4 quả thôi. Mấy quả này vẫn còn non non mọi người ạ. Nhưng mình chặt nó tất cả chùm xuống thì nó rơi xuống mình phải lấy. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá mọi người nhá. Mình sẽ ăn nhá. Nét. Rất là ngon nhá, nhìn rất là ngon nhá, mình sẽ ăn thử nhá. Cái quả này thì hồi bé 5-6 tuổi mình ở trong con ở trong quê mình cũng được ăn rồi mọi người ạ. Nhưng mình không nhớ vị nó như nào. Bây giờ hai mươi mấy mục khoai sọ rồi mới lại được ăn lại cái quả này nhá mọi người ạ. Nó có vị ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt ngọt thơm. Thơm thơm. Rất là ngon mọi người ạ. Ngon cực kỳ luôn. Thật sự luôn đấy. Không còn nhựa như những quả non nữa mọi người ạ. Những quả non thì nó còn có nhựa màu trắng này, chảy ra rất là nhiều. Ngon ngon thơm thơm, cái hạt của nó cứ sật 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 kiểu gì mọi người ạ. Mình ăn thế thôi, mình sẽ mang về chia phần cho trẻ con ăn với mọi người ạ. Ở trên cây còn với cả dưới gốc cây nữa còn khá là nhiều. Đấy ạ. Rất là ngọt các bạn ạ. Nếu các bạn lên rừng mà bắt gặp thì các bạn hãy ăn thử nhé, không độc không gì đâu mọi người ạ. Rất là ngon, ngọt cực kỳ luôn. Thì cái loại cây này thì nó chỉ có hay có mọc ở trong những cái rừng già thôi mọi người ạ.
đây là cái lá của nó ấy. Ừ, ngon lắm. Thôi nhá các bạn ơi, mình xin tạm dừng video ở đây thôi nhá. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Giờ mình sẽ tiếp tục đi vào rừng mình làm việc đấy mọi người ạ. Mình nếu mà mình thấy có những gì hay hay mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Bye bye.